Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ngành nông nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 3,5% và giá trị kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt mốc 55 tỷ đô la Mỹ. Trong năm 2022, giá trị gia tăng toàn ngành đạt 3,36%, mức tăng cao nhất trong nhiều năm gần đây. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt kỷ lục mới với 53,22 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,3% so với năm 2021. Thặng dư thương mại trên 8,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 30% so với năm 2021. Giá cà phê hôm nay 14 tháng 1 tiếp đà tăng 600 đồng trên 1 kg. Theo khảo sát trên trang giacafe.com vào lúc 8 giờ 20, giá cà phê tiếp tục tăng 600 đồng trên 1 kg so với hôm qua. Ghi nhận cho thấy, thị trường trong nước đang ghi nhận khoảng giá 40.400 đồng đến 41.000 đồng trên 1 kg. Hiện tại, mức giá thấp nhất là 40.400 đồng trên 1 kg tại tỉnh Lâm Đồng. Kế đó, tại tỉnh Gia Lai với mức 40.900 đồng trên 1 kg. Tương tự, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông cũng cùng tăng lên mức 41.000 đồng trên 1 kg trong hôm nay. Ngay trong tháng đầu tiên của năm 2022, xuất khẩu rau quả đã tăng trưởng âm khi chỉ đạt 291 triệu đô la Mỹ, giảm 5,9% so với tháng 1 năm 2021. Những tháng tiếp sau đó, sự suy giảm về xuất khẩu rau quả không những không được cải thiện mà càng ngày càng khó khăn. Đến hết quý 1, xuất khẩu rau quả chỉ đạt 845 triệu, giảm 12,4% so với cùng kỳ năm 2021. Và tính chung trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu mặt hàng này giảm tới 17,3% với kim ngạch 1,7 tỷ đô la Mỹ. Phải tới tháng 7 năm 2022, xuất khẩu rau quả mới bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Tuy vẫn tăng trưởng âm, nhưng đã được cải thiện khá nhiều so với tháng trước đó. Cụ thể, nếu như trong tháng 6 năm 2022, xuất khẩu rau quả giảm 18,9% so với tháng 6 năm 2021, thì trong tháng 7 năm 2022 chỉ còn giảm 5,7% so với tháng 7 năm 2021. Từ đó cho tới hết năm 2022, xuất khẩu rau quả đã phục hồi một cách tích cực. Tháng 8 năm 2022, xuất khẩu mặt hàng này lần đầu có sự tăng trưởng dương tính từ đầu năm khi tăng tới 19,7% so với cùng kỳ năm 2021. Những tháng tiếp theo đó, xuất khẩu mặt hàng này tiếp tục tăng trưởng dương. Nhờ vậy, đến hết năm 2023, xuất khẩu rau quả vẫn kịp vượt mốc 3 tỷ đô la Mỹ khi đạt 3,365 tỷ đô la Mỹ, chỉ giảm 5,1% so với năm 2021. Ngày 13 tháng 1, Ủy ban Nhân dân huyện Na Hàng đã thực hiện thả tái tạo hơn 1 tấn cá giống trên khu vực lòng hồ thủy điện Tuyên Quang. Các loại cá giống được huyện Na Hàng thực hiện thả tái tạo đợt này là cá chép, chấm, trôi, mè hoa. Đây là hoạt động thiết thực và có ý nghĩa nhằm bổ sung tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên, giúp đa dạng hệ sinh thái trên lòng hồ thủy điện, đồng thời cũng thể hiện vai trò trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc chung tay bảo tồn, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên.